Chào các bạn nha, tới kênh của Đông Nguyễn trở lại vấn đề nuôi dê bò. Hiện giờ dê đang đẻ được một con dê con. Đây dê mẹ đây. Đó, ông mày ông đỡ đẻ luôn nè. Nó đẻ lâu chưa đại ca? Mới lọt ra đó, còn ướt nhẹp đó. Vậy đó hả? Mới lọt ra 5 phút đó. Đó, cũng chia sẻ cho nhà xem là anh này nuôi dê rồi anh đỡ đẻ luôn nha. Bây giờ là đẻ ra được 5 phút rồi đó. Đó, mẹ nó đang liếm đó đó. Chờ chút xíu nữa chắc đẻ thêm luôn nữa. Ờ. Đó. Bầu này từ 2 con chứ không có 1 đâu. Theo anh chia sẻ là đợi chút xíu nó đẻ nữa nha cả nhà. Đây, nó đang liếm con nữa đó. Mấy về của ảnh nuôi là bữa hổm có quay nè, mấy về ảnh nuôi này bóng mới ghê không cả nhà. Vậy tờ mới gắt ngọc con đó. Đó. Còn ba mấy ký đó. Mới gắt ngọc không đó. Ảnh nuôi dê bò là kỹ thuật kia muốn cả nhà. Đó. Vậy chiều cho ăn rồi nè. Đó, nó gặn nghe cả nhà. Đó nó gặn rồi đó. Ô ra dây đen. Đen không? Đầu đen đó. Ô cậu. Nó quay quay trực tiếp luôn. Nè ừ đó ra đó. Ô ra dây đen luôn cả nhà ơi. Ô gặn hấp dẫn trời. Rồi quá êm. Ô quá dê này. Quá êm luôn. Quá êm luôn cả nhà ơi. Đâu lao quay đây ông chung. Đó. Lao trường cho ăn. Đây là chia sẻ kỹ thuật vừa nuôi dê là tốt mà lại chăm sóc mau lớn rồi dê đẻ cũng tốt nha cả nhà. Đó, giờ đẻ được con này một con nữa đó. Ảnh đỡ đẻ luôn. Rồi đó hai con đó phải không? Rồi hai con đó. Ồ. Đó, vào cả nhà luôn là vậy đó. Đó được hai con luôn rồi cả nhà. Được cái đây. Đó. Như vậy thì đực hả? Ồ, đực con cái. Thì là được con đực con cái rồi. Ồ, anh liếm con anh ha, đã ha. Dữ luôn cả nhà ơi. Rồi đó hả? Lao chỉ là lỗ mũi thôi, đừng có lao hết. Ừ. Lao hết rồi nó không có mùi rồi nó bỏ nó không có bú. Lao chỉ lỗ mũi cho nó sạch sẽ, lỗ mũi thở được cái thôi à. Để cho mẹ nó liếm được cho nó có mùi. Em con đầu đen con đầu vàng. À, xong đó. Rồi. Nha chia sẻ cho cả nhà xem là dê nó đẻ được hai con dê con. Đực con cái. Đực con cái anh này cũng là cho nuôi anh đỡ đẻ luôn nha. Đó. Rồi xin ngừng ta đây đi, chị nữa quay lại dê đây. Thì nó có dễ, bò nó đẻ được mà dê nhầm gì. Ô mà trời, ót ót màu thiệt, đẻ nhanh thiệt. Video của Đông Nguyễn đến đây xin tạm dừng. Rất mong các bạn đăng ký ủng hộ kênh. Này so chắc không tới 3 con đâu, 2 được rồi.